nào luôn. Dậy. Dậy. Đến với cái video tiếp theo của Ngọc, mọi người nha. Thì như mọi người cũng biết đấy, anh cả của mình có nghĩa là cậu cả TV ấy, Thế Đạt đấy, anh Thế Đạt đấy, anh đã về nhà mình sinh sống với cả tập thể gia đình mình đã được 11 ngày rồi hay 12 ngày rồi. Nhưng mọi người biết ạ, mọi người biết không, hồi xưa anh Đạt chưa về thì anh tại thời gian ở nhà rất là ít, suốt ngày đi chơi. Nhưng mà mình để ý là từ khi anh Đạt về toàn hầu như là thời gian của anh Toại là dành cho việc ngủ. Mọi người cũng biết không, bây giờ anh Minh Ngộ bản chất thật ra, nhưng mà có nghĩa là nhá, mấy ngày mới tắm một lần, 4-5 ngày mới tắm một lần, mình hợp người là ai mà chịu được. Mình không chịu được, thằng Quang ngủ cạnh nó cũng không chịu được đấy. Xong lại còn đánh răng thì bây giờ 6 giờ rồi chưa xuống, chưa dậy đánh răng. Thì mình cũng đã điều tra được là do ông Toại là ông ấy sợ anh cả nhà mình, anh Đạt nhà mình ấy. Tại vì lúc trước ấy mà gặp anh Đạt nhà mình là y như rằng anh ấy sẽ bắt Toại cái Tuyền rèn nữ công gia chánh. Đúng rồi, nữ công gia chánh là bắt quét nhà rồi các thứ, nên đâm ra là cô cậu sợ, nên là cũng không dám ra khỏi nhà đi chơi. Với lại cũng không dám coi nhà nhiều, gặp anh Đạt là anh ấy bắt làm việc. Chung là sợ anh Đạt của mình ấy, mình công nhận là cả các gia đình mình, cả ông trùm bà trùm, các anh còn không sợ mà anh Đạt đâu đấy. Thì giờ mình không nói nhiều, không nói điều lên cho mọi người xem tình trạng thực của Đức Toại bây giờ. Bây giờ 6 giờ rồi mọi người nhá, răng chưa đánh, sáng lại còn lười ăn cơm thôi mọi người, không ăn cơm không khí hết. Thời gian chỉ dành cho việc ngủ thôi mà bây giờ anh tăng cân rồi mọi người ạ. Hồi xưa có 52 cân, bây giờ lên 55 cân rồi. Không làm một cái gì cả luôn, suốt ngày trốn tránh anh cả mình như thế không được. Sợ lúc nào ông trong tình trạng tối đèn như này. Ừ, đây này. Đấy. Úi giời. Dậy. Anh có dậy không? Có dậy không? Đi. Anh có biết bây giờ mấy giờ không? Ôi em thật chứ, cái mồm em thối dã man luôn ấy. Không nói như thế này mà. Không nói nhiều, dậy đánh răng ăn cơm nhưng 6 giờ rồi. Ngày nào cũng phải để vợ giúp quá chứ mà. Thật sự nhá, em đến giận anh ấy. Em biết là em yêu anh rồi nhưng anh không thể làm mờ bẩn như này được. Anh có bao giờ anh nghĩ là em sẽ ly hôn anh vì anh ở quá bẩn không? Ly hôn anh vì anh ở quá bẩn không? Hôm nay ngày thứ mấy, hôm 8 rồi. Nope. Em yêu anh chấp nhận được hết cái tật bẩn của anh như thế này nè. Quá bẩn rồi. Quá bẩn rồi. Dậy! Đừng nghe sớm. Em nói một lần anh có dậy không? Dậy em gì? Dậy em gì? Biết là ông dậy! Đây này! Em đang ngủ! Cuối cùng là tôi với anh không dậy đúng không? Anh về rồi tôi dùng biện pháp mạnh đúng không? Đúng. À, bây giờ lì rồi. Đầu tóc, tóc tài bết như là con cú à. Tôi bết tóc thì được, thì tôi còn nhà rửa con cái anh nhá. Chỉ có ăn mới ngủ thôi mà anh. Suốt ngày thế hả? Anh cứ chờ đấy. Bực của mình. Không nghe bây giờ mình. Thôi. Nó là nó sợ anh Đạt mình nhất. Thì bây giờ không nói nhiều, mình phải cần đến sự trợ giúp của anh. Mình không biết anh mình đi đâu. Nên cho anh sử dụng cái trận thức bây giờ mà mình không nói được nữa rồi. Giờ làm vợ rồi mình mà nối nhà kéo ông tải ông còn đập mình chứ đừng có đùa đâu. Ôi, từ từ. Giờ mình chỉ không thể ở được với một người thế. Mà ai? Toại á? Em không biết là anh đứng đây để em nói cho anh biết. Bây giờ từ lúc anh về nhá, anh Toại nhà em ngủ nhiều, không đi làm, mồm cũng đánh thối như mồm con cầu hó luôn. Anh thấy không? Sao có 4 năm mà không tắm? Anh phải thử nghĩ là anh nghĩ xem là em có sống được không? 4 năm ngày anh tắm. Mà bây giờ mà em sao lại ăn cơm không dậy? Bây giờ em phải nhờ em sự giúp đỡ của anh. Bây giờ anh nên anh gọi hộ em. Mà anh đừng đánh đấy nhớ. Không, anh không đánh. Đừng đánh. Đừng để thương cho coi cho quán anh đừng đánh. Gì mà 4 năm ngày không tắm đừng đánh. Đừng lắm, không nghe lời anh cứ đặt cho bài đặt thôi chứ đừng đánh đừng ấy. Cứ để nó nhiều. Nope. Bye.
Bây giờ là mấy giờ có ngủ rồi em? Từ từ thế. Nói không say à? Bây giờ là mấy giờ rồi? Tỉnh chưa? Hay tát cho mấy phát ra tỉnh không? Mày bị điên à? Không. Làm sao mà mấy không tắm được? Anh gọi em gì mũi to thế? Dậy tắm rửa đi, 8 giờ rồi mà chưa dậy tắm rửa ăn uống đi. Anh gọi bé người gọi to giật mình. Em với em gọi anh to thế anh không dậy thôi anh bảo. Anh nói gọi bé. 4 năm ngày không tắm thì người này phát gì con vượn đâu hả? Nope. Không tắm để làm mắm à? Không tắm để làm mắm à? Nope. Thì toàn nhà đi đâu mà tắm? Đi đâu mà tắm? Nhà chưa? Thế mà Ngọc nó ở trên mày hôi như cú. Thôi không thích đi ra phòng khác ngủ. Bây giờ em còn phải trông con nhưng anh với phòng nào anh mới là người phải đi ấy. Bẩn thỉu. Bẩn thỉu. Anh lên đây mình thấy có đi tắm không? Có một tí nữa. Tí nữa chứ anh. Tí nữa? Bây giờ mấy giờ tí nữa hả? 6 giờ. 7 giờ đến nơi rồi. Bây giờ tối gì? Chẳng nghe 7 giờ sáng. Ừ. Bây giờ tối vẫn là sớm để mai dậy sớm có thể. Vì mà không biết là sáng hay là tối hả? Mình đang nghe anh tự nhiên làm gì? Cái em cuộc sống của em anh cứ can thiệp vào là gì nhỉ? Can thiệp vào đó. Này em không sống được một hôm nữa đâu, hôi lắm rồi. Đấy, con Ngọc nó bảo nó không sống nữa đấy. Nó không sống được nó bỏ về cái là mẹ ở bên mình đấy. Ngủ em. Ngủ nghe đi. Gần 7 giờ tối ngủ đi xuống tắm em, nhanh. Bây xuống giờ, tắm rửa ăn cơm. Bây giờ một ngày gì ở nhà ăn mới ngủ rồi có đi chơi ra ngoài đâu mà bẩn mà phải tắm. Thì ăn mới ngủ. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Ngủ thêm mấy ngày rồi, phải thân mấy ngày rồi. 3 ngày rưỡi gì không? 3 ngày rưỡi gì không? 4 ngày rồi, 3 ngày rưỡi gì? Lâm mi! Mày không hết, mày không trai. Tôi bi không tình yêu. Đấy, còn 5 ngày nữa. Năm kết năm. Anh, em không... Đi không tắm đi. Không tắm. Đi tắm thôi coi nhỉ. Từ từ. Vẫn còn từ từ. Rồi anh cứ xuống nhà rồi em tắm. Anh đừng, bắt em xuống, đừng xuống. Anh không ấy. Từ giờ thế này nhá, từ ngày mai là ăn uống ngủ đúng giờ. Tối mà 11 giờ phải đi ngủ rồi. Sáng nhá, xuống kia quét dọn. Rửa quét trong nhà, 8 giờ sáng phải ra rồi. Chăm con, cho con ăn. Bây giờ 11 giờ đêm bắt ngủ, 11 giờ đêm ngủ xong rồi sáng 8 giờ bắt dậy. 11 giờ đêm là muộn rồi. Thế bây giờ thì mấy giờ ngủ? 5 giờ sáng ngủ đi. Bây giờ 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mấy tiếng, 9 tiếng, ăn mấy? Mấy tiếng? 10. Đến thêm mấy tiếng? 8. Lâu rồi. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 tiếng. 9 tiếng. 9 tiếng. 9 tiếng là nhiều ấy. Anh ơi, người bình thường. Quá nhiều. Một người bình thường chỉ ngủ 7 tiếng thôi, anh 9 tiếng anh. Nhưng mà quái vật rồi. Ngủ cái đấy mình cũng được, 10 tiếng cũng được. Nhưng mà cái quan trọng là cái việc nhà là của bọn này nó làm rồi. Sao anh bắt em dậy để em làm cái gì? Làm chồng thì phải giúp đỡ công việc nhà chứ. Nó bao nhiêu việc, từ dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu cơm, chăm lo con cái. Nhưng mà con ngủ đấy, mỗi việc tắm thôi mà còn không tắm được. Được rồi, anh xuống nhà trước đi em, đi rồi em xuống. Xuống luôn đấy. Rồi anh đi xuống đi. Luôn á. Tao xuống rồi, phải xuống luôn đấy, không xuống là cho ăn đòn đấy. Rồi, em xuống đi. Luôn. Dậy.